quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn vài giờ nữa là đến giao thừa, đến thời khắc thiêng liêng nhất của một năm, thời khắc chuyển giao giữa Bính Thân và Đinh Dậu, thời khắc đất trời vào xuân. Mơ hồ tiếng chồi nảy trên cành biếc, mơ hồ dường như tiếng vạn vật sinh sôi. Uyên Uyên Việt Nam kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Xin gửi đến quý vị và các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị và các bạn, hơn một năm qua, chúng ta đã đồng hành cùng nhau trên các cung đường của đất nước, qua các sự kiện, vụ việc, cùng chia sẻ, trao đổi hiểu biết, kiến thức trước các vấn đề, các sự kiện, hay đơn giản chỉ là những hình ảnh, cùng nhau bàn luận, phân tích, làm sáng tỏ nhiều vấn đề. Chúng ta đã có nhiều tâm đầu ý hợp, dành cho nhau những lời động viên, khích lệ, đã nảy nở những tình bạn đẹp đến trong thực tế đời thường. Thay mặt những người làm chương trình, tôi xin gửi đến quý vị và các bạn lời biết ơn trân trọng nhất. Với sự cố gắng nỗ lực và nghiêm túc cao nhất có thể, chúng tôi hy vọng mang đến với các anh chị em những thông tin bổ ích, những góc nhìn, những nhận xét đánh giá trung thực, giới thiệu những sự kiện quan trọng nhưng còn ít người biết đến, những nhân chứng lịch sử quần chúng nhân dân sơ khai, không bị áp lực bởi hình ảnh hay quyền lợi chính trị chi phối. Chúng ta đã cùng đi hầu khắp các chiến trường, đặc biệt là chiến trường biên giới phía Bắc, qua các thông tin chính thống, những cựu chiến binh đời thường, chiến trường và chủ yếu là hồi ức của các cựu chiến binh. Chúng ta cũng đã đến với các loại binh chủng, từ bộ binh, thông tin, công binh, đặc công, phi công. Chúng tôi hy vọng rằng thời gian tới chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn về các chiến sĩ dũng cảm của chúng ta. Cùng với lượng thông tin, chúng tôi cũng cố gắng gửi đến quý vị hình ảnh đất nước, mọi miền, nơi mà đoàn có dịp đi qua. Những hình ảnh trung thực đó cho chúng ta thấy sự đổi thay, phát triển của đất nước đang diễn ra hàng ngày. Những vấn đề lịch sử Uyên Uyên Việt Nam đưa ra không nhằm mục đích khơi dậy quá khứ, kích động thù hằn. Chúng ta chỉ đơn giản là phải biết và hiểu về lịch sử để có cái nhìn khách quan, biện chứng và khoa học. Từ đó, xác định được hiện tại và tương lai. Có không ít kẻ đã xuyên tạc lịch sử nhằm mưu đồ đen tối, phá hoại công cuộc kiến thiết đất nước. Và cũng không ít người đã ngây thơ tin tưởng vào những điều xuyên tạc đó. Uyên Uyên Việt Nam hy vọng cung cấp được đến quý vị những kiến thức trung thực và khách quan. Con người không mấy ai toàn thiện, toàn mỹ. Công cuộc cách mạng của nhân dân Việt Nam cũng vậy. Đảng Cộng sản không phải đội quân của nhà trời. Vậy nên họ cũng mắc sai lầm. Chúng ta có quyền chỉ ra sai lầm đó, nhìn nhận nó một cách biện chứng và không thể phủ nhận công lao của Đảng Cộng sản đối với đất nước. Bởi vì lịch sử đã chứng minh rằng đó là tổ chức duy nhất đã luôn thành công trong những cuộc đấu tranh giành quyền lợi cho quốc gia, dân tộc Việt Nam. Đến thời điểm này, hầu hết những cựu lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa đều nhìn nhận điều đó. Là người dân, chúng ta cần gì? Chúng ta cần một đất nước thanh bình, pháp luật được tôn trọng, mọi người dân được tự do lao động kiếm sống. Mọi người dân trên trái đất này đều mong muốn như vậy. Nếu bạn tự cảm nhận thấy điều đó là thực, thì xin đừng vì những thứ ảo khác mà đánh mất cái thật của mình. Những kẻ đối lập của Campuchia dùng chiêu bài thoát Việt, bài Việt để lôi kéo nhân dân Campuchia, không phải để chống lại Việt Nam, mà chỉ là để chống lại chính quyền của họ. Tương tự như vậy, những người bài Hán, tuyên truyền thoát Hán, vốn không phải thật tâm vì điều đó. Họ chỉ muốn gây và khoét sâu mâu thuẫn giữa nhân dân và chính phủ. Những lập luận như Việt Nam là nô lệ của Tàu, lãnh đạo Việt Nam đã bán nước cho Tàu, rất vô căn cứ, rất lơ mơ, nhưng lại thể hiện trên hàng trăm bình luận tại các video của Uyên Uyên Việt Nam. Điều đó thật đáng buồn. Rất mong rằng nếu các bạn nào comment như vậy,
hãy có các dẫn chứng cụ thể. Ví dụ như tôi nói lính Việt Nam Cộng Hòa là lính đánh thuê, thì tôi sẽ có dẫn chứng là ông Nguyễn Văn Thiệu nói về kinh phí Mỹ đã cấp và kế hoạch chiến đấu phù hợp với từng mức kinh phí đó của ông ấy. Một cái tin vịt nhất trong các tin vịt là hội nghị Thành Đô, hay hoang đường nhất trong các tin hoang đường, Hồ Chủ tịch là người Trung Quốc, đã được phía chống cộng dùng làm vũ khí. Đáng tiếc thay, có vẻ như những điều vô lý dễ khiến cho người ta tin. Thưa quý vị, với 585 clip được đưa lên giới thiệu trên kênh, chúng tôi nhận được hàng vạn nhận xét, tương tác qua lại của quý vị và các bạn, hàng triệu lượt truy cập và hàng chục ngàn người đăng ký theo dõi kênh. Trong một thời gian không dài, không có những cố gắng tác động vào việc phát triển kênh, trừ việc không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức các video, thì đó là thành tích rất đáng phấn khởi, là sự động viên khích lệ lớn lao kịp thời đối với đội ngũ anh chị em Winwin Việt Nam. Tuy nhiên, càng tự hào bao nhiêu về sự phát triển của kênh thì Winwin Việt Nam cũng buồn lòng bấy nhiêu. Với tiêu chí đồng lòng chung tay vì một Việt Nam dấu yêu, chúng ta hiện đang thực sự có một sự chia rẽ đáng kể, rất đáng tiếc và không đáng có. Có một số quý vị mang trong lòng sự thù hận, có những bình luận không liên quan đến chủ đề của video, xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, phỉ báng, xúc phạm cá nhân, xúc phạm các nhân vật lịch sử, xúc phạm lãnh tụ. Đó là hành vi thiếu văn hóa, không được chấp nhận bởi bất cứ hệ tư tưởng nào. Những người đó lạc hậu với trào lưu tư tưởng toàn cầu mới, không mang đến lợi ích cho bản thân hay cho ai, không làm lợi cho xã hội. Một năm cũ sắp hết, một năm mới sẽ đến. Winwin Việt Nam kêu gọi quý vị và các bạn, những thành viên tham gia các chương trình của Winwin Việt Nam, không phân biệt chính kiến, quan điểm, phe phái, hãy gạt bỏ thù hận, chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng tự do, dân chủ, văn minh trong tranh luận, cùng nhau hướng đến một Việt Nam giàu đẹp, văn minh, cùng nhau hãnh diện với thế giới về những con rồng cháu tiên. Chống cộng là một sai lầm trong lịch sử, đã quá lỗi thời, lạc hậu. Nước Mỹ, quốc gia đi đầu trong chống cộng, đã chấp nhận sự khác biệt, có quan hệ ngoại giao và hợp tác với các nước cộng sản là Việt Nam, Trung Quốc. Họ không những không chống cộng, bài cộng, mà ngay trên nước Mỹ cũng có Đảng Cộng sản hoạt động công khai. Chống cộng chỉ là chiêu bài của các nhà chính trị ở một giai đoạn nhất định mà thôi. Bây giờ người ta chuyển qua chống khủng bố, cho nên các bạn đừng chống cộng nữa. Cũng nhân dịp năm mới, Winwin Việt Nam trân trọng thông báo rằng tất cả mọi comment thiếu văn hóa, xuyên tạc bịa đặt, tuyên truyền cho những thế lực chống phá đất nước sẽ bị xóa khỏi kênh. Những người vi phạm nhiều lần sẽ bị báo cáo hoặc chặn hoạt động. Điều này thể hiện tinh thần cầu thị của Winwin Việt Nam, thể hiện sự tôn trọng đối với quý vị và các bạn khán giả đã tin tưởng đồng hành cùng Winwin Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ, hưởng ứng của quý vị và các bạn. Một lần nữa, xin được cảm ơn sự đồng hành cùng Winwin Việt Nam của quý vị và các bạn. Đây là video cuối cùng của năm Bính Thân. Winwin Việt Nam xin được trân trọng tặng quý vị và các bạn bài viết có tựa đề Khát vọng Việt. Tác giả Đỗ Cao Bảo. Lửa là biểu tượng cho sức mạnh to lớn của loài người, nuôi dưỡng, sưởi ấm và thắp sáng, giúp con người tồn tại suốt hàng nghìn năm qua. Nó thể hiện sức sống mãnh liệt, tình yêu bao la và khát khao được sống trong phồn vinh, hạnh phúc và hòa bình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng của nhân dân, đã dặn dò chúng ta: thế hệ cha anh đã rửa được nỗi nhục mất nước, thế hệ ngày nay phải rửa được nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu. Ngọn lửa khát vọng xóa nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu được truyền từ thế hệ cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua bao nhiêu thế hệ, đến thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay. Thế hệ chúng tôi sinh ra, lớn lên trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, trưởng thành đúng vào giai đoạn nghèo khó nhất của đất nước, thấm sâu nỗi khổ, nỗi đau, nỗi nhục của người dân, của một nước nghèo nàn, lạc hậu,
Chúng tôi đã từ bỏ con đường làm khoa học, dấn thân vào thương trường với khát vọng thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình. Trước hết là mỗi người được phát huy hết tài năng, làm giàu cho cá nhân mình, gia đình mình, công ty mình. Sau đó là góp phần làm giàu và hưng thịnh quốc gia, tiến tới mọi người có cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Suốt gần 20 năm qua, chúng tôi luôn trăn trở một khát vọng. Người Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore đến nước ta, lập công ty kinh doanh, kiếm tiền trên đất nước ta. Nếu người Việt chúng ta cứ quanh quẩn xó nhà, thì hiển nhiên chúng ta nghèo hơn họ. Muốn đuổi kịp và vượt họ, thì chỉ có cách duy nhất, chúng ta cũng phải sang nước họ kinh doanh, kiếm tiền từ nước họ, mang ngoại tệ về, làm giàu cho Tổ quốc. Với tinh thần ấy, từ gần 20 năm nay, chúng tôi có khát vọng vươn ra biển lớn, mang tinh thần và trí tuệ Việt Nam đi chinh phục thế giới thông qua việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin cho các quốc gia trên thế giới, thu ngoại tệ về cho công ty, cho đất nước. Bàn chân của các chiến binh Việt mang ngọn lửa khát vọng Việt, được sự tiếp sức truyền lửa của các khách hàng, tổ chức Việt Nam đã đặt chân chinh phục 19 quốc gia trên thế giới, từ Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, đến các quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á, Nam Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latin. Toàn cầu hóa, xuất khẩu dịch vụ phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin của FPT và xuất khẩu dịch vụ viễn thông của Viettel là biểu hiện cho khát vọng vươn tới của người Việt. 300 triệu USD, 1 tỷ USD xuất khẩu dịch vụ phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin của FPT và 1,5 tỷ USD, 4,5 tỷ USD doanh thu dịch vụ viễn thông của Viettel, dù chưa phải là lớn nhưng đã là một ngọn đuốc thắp sáng trí tuệ Việt ra khắp năm châu. Tôi nguyện là một đội viên nhỏ bé trong đội ngũ những người rước ngọn đuốc thiêng liêng, truyền ngọn lửa khát vọng Việt, khát vọng mang tinh thần và trí tuệ Việt Nam đi chinh phục thế giới, khát vọng rửa nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu, khát vọng làm giàu cho cá nhân mình, gia đình mình, công ty mình, khát vọng vươn tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và hùng cường, sánh vai với bạn bè quốc tế, được bạn bè quốc tế nể trọng. Khát vọng Việt, từ anh Trương Gia Bình, chủ tịch FPT, các thành viên sáng lập FPT, các cộng sự, đồng nghiệp, bạn hàng, đối tác kinh doanh, gia đình và bạn bè của tôi đã được tôi thu nhận và viết ra trong những lúc rảnh, giữa những chuyến bay, giữa những thương vụ kinh doanh, trên xe ô tô đi làm và về nhà. Tôi viết với một niềm tin sâu sắc rằng, giống như ngọn lửa thiêng liêng trên đỉnh Olympia không bao giờ tắt, ngọn lửa khát vọng Việt sẽ được duy trì thông qua việc truyền từ người Việt này sang người Việt khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chỉ khi nào khát vọng rửa nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu trở thành nỗi đau, niềm canh cánh của tất cả lãnh đạo cao nhất quốc gia, của hàng triệu triệu trái tim Việt, thì lúc đó chúng ta mới có hy vọng. Và chỉ khi nào khát vọng Việt biến thành những hành động cụ thể của mỗi người, chứ không phải là những lời phê phán hay chỉ trích, thì khi đó mới có cơ may biến hy vọng thành thực tế. Việc các bạn đọc, chia sẻ và trải nghiệm một vài điều tâm đắc trong bài viết này cũng là một phần của quá trình truyền lửa khát vọng Việt. Hà Nội, Xuân Đinh Dậu. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại.